ý cho cô. Khi mà chúng ta xoay người xong, gập tay, chúng ta sẽ bước về vị trí cũ. Nào, động tác tiếp theo của chúng ta, hai tay chúng ta đưa về phía trước, đồng thời chân phải chúng ta bước lên phía trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta xoay người về bên phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, tay phải của chúng ta đưa về phía bên tay phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo của chúng ta xoay một vòng về phía bên phải của mình. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển động tác tiếp theo chúng ta lưu ý gập cánh tay trái vào và sau đó bước sang bên phải. 1, 2, 3, 4. Sau đó giơ tay phải lên. 5, 6, 7, 8. Lặp lại động tác như vậy một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đó chúng ta sẽ cùng hất tay về phía dưới, đồng thời quay về phía bên phải đầu tiên. 1, 2, 3, 4. Tay chúng ta để như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ lắc đầu 4 lần. 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta lặp lại một lần nữa về phía bên kia. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại nào. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 8, 4, 5, 6, 7, dừng.